treo lên cho người ta nhìn thấy, nó đỡ ấy. Được chưa mấy chế? Rất là nhiều hàng đẹp luôn. Đó rồi, nhưng tí một hồi nó lại lắc lùng xòng luôn đó các chị. Người ta đi đến 20 năm nữa cơ mà, chứ không phải như mình có 5 hay 5 đâu.
sợ lắm luôn á. Nếu mà dễ ăn như vậy thì chắc trở thành thành phố hết rồi. Mẫu này đợt trước em bán cho các chị nè nhá, em còn có 3 áo thôi. Thế thôi thì bây giờ như thế này nó là tình hình chung. Nếu mà chị nào có nhu cầu mua ủng hộ em thì em cảm ơn. Còn bây giờ là em chịu thua rồi đấy, em xin đầu hàng vô điều kiện luôn rồi nha các chị nha. Em xin đầu hàng cho các chị. Thứ nhất là em xin nói như thế này, đơn hàng của đúng ra là không có chuyện phí ship đâu, nhưng mà nếu bây giờ mà để phí ship cho các bộ các chị nữa thì thật sự luôn là bán hàng này mà bán 100.000 cho các chị nữa phí ship thì em không có lời đâu các chị, thật sự là không có lời đâu. Nhưng mà vì là tình hình các chị cũng đồng hành với em từ nãy đến giờ, mất thời gian kinh khủng luôn, cho nên toàn bộ đơn hàng của các chị, hàng đơn hàng trưa nay là ngày mùng 3 tháng 5 em phí ship cho các chị, cho dù hôm nay các chị có mua áo đó 80.000. Ok chưa? Rồi cảm ơn các chị rất là nhiều. Chứ giờ em chịu rồi đấy các chị ơi. Chứ em bán hàng này riết em bán 80.000, ngày mai là muốn nó không cung cấp hàng nữa đâu mấy chế. Nha, nó không cung cấp hàng nữa đâu các chị. Sáng nay cũng đã vi phạm một lời cảnh báo rồi đấy. Giờ Tú còn cứ bán như vậy nữa là mọi người gọi điện lên. Cặp Tú bán phá giá như vậy tụi em không có bán hàng được, tụi em không lấy hàng nữa, thì nó không cung cấp hàng cho em nữa rồi là các chị khỏi mua được hàng đẹp luôn. Ok vậy ha. 100.000 một áo. Cho nên là các chị ơi, em cũng có cái khó của em mà các chị cũng có cái khó của các chị thôi. Thì yêu duyên 1, 3, 5 thôi thì các chị thương em thì các chị ủng hộ nha. 3, 5, chứ còn 1, em chị luôn các chị. 1, 3, 5 nha, em chị luôn á. Và các chị biết hàng này nhá, mà em bán được khoảng 300 áo là em nói 4 tiếng đồng hồ luôn á. Chứ phải ít đâu, 4 tiếng đồng hồ đứng ngoài luôn á, các chị lâu lắm luôn. Lâu cực kỳ lâu luôn á các chị ơi. Nguyễn Chi Hằng 860. Mẫu này là đợt trước em mặc nó bằng chất lụa này các chị. Đẹp quá trời luôn á. Giờ em đi, không biết em còn cái quần ở đây không, em đi vô em đổi không khủy cái áo thử coi cái áo này nó còn. Bé Su 229 nha. Vâng. Cho nên em Nguyễn Chi Hằng 229. Vâng. Em cũng có cái khó của em, các chị cũng có cái khó của mình, cho nên là mong rằng là các chị ơi kệ nó, lâu lâu mình di cho nhau, cho em út cái, còn em chịu luôn các chị. Sáng nay em cũng đã có lời cảnh báo luôn rồi đó các chị ơi. Nguyễn Chi Hằng 3 số 2. Còn Phương Lê 3 số 2. Còn Phương Hồng 3 số 2. Còn 1. Các chị biết em tính em mà em bán vẻ được cho các chị là em bảo em còn hy sinh em bỏ cả mấy Châu mấy 162 rất là số tiền rất là lớn để em chia lại hàng cho các chị bán nữa. Và đối với các chị 1, 2 lần 2, 3 cái áo đối với em nó không là nghĩa lý gì đâu các chị. Hồng Huỳnh 3 số 2. Thế tuy là thật sự là em không dư dả gì nhiều, nhưng em có hứa với các chị là em sẽ làm. Nguyễn Chi Hằng 201. Vâng. Trần Thúy 201. Vâng. Thúy Thanh 201. Vâng. Cứ lấy hết xem ra đây đi thăm nơi, được bao nhiêu thì được, còn nào thì chiều cũng phải bỏ ra để mà toàn rồi coi như thế nào tình hình, chứ còn cứ như vậy là thật sự luôn là không biết làm sao luôn á. Nên phải dựa vào những cái Thu Huyền 201. Vâng. Hoa Trần Thi 201. Không. Nguyễn Phương 201. Không. Nguyễn Chi Hàn 960. Không có điều gì có, chỉ sợ lòng không bền. Trâm An Nguyên 960. Hết. Nha, cho nên là Nadia em chỉ có cách duy nhất là bây giờ em không được hạ giá thành sản phẩm mà em phi ship cho các chị thôi. Cho nên là mong rằng là các chị cũng không cảm cho Nguyễn Chi Hàn 186. Kiểu đó là ngày mai em không được cung cấp hàng nữa đâu. Châu Cao 455. 455 hết. Châu Ca 112 hết. Nguyễn Chi Hằng 827 hết.
Châu Cao 208 còn 1. Hương Lê 208 hết. Nguyễn Mai Hương 408 hết. Vian Kenyo 070 hết. Ngọc Phượng 798 hết. Nguyễn Thị Hằng 196 hết. Cái cốc này như là này làm lộ bị đẹp cực kỳ luôn đấy các chị ơi. Maria Phạm 194 hết. Các chị đừng có bỏ qua cái mẫu này nha. Mẫu này nó là mình hàng tơ cát với các chị. Nguyễn Thị Hoài Trang 435 nó mới, phải nói là nó mới tinh luôn. Đẹp lắm. Đẹp lắm luôn đấy các chị. Em tính cho các chị giá có 100 ngàn thôi. Các chị đừng có bỏ qua mẫu này. Không đẹp thì nó không có treo làm phong ở đằng sau đâu các chị. Các chị nhận ở ngoài nó vô cùng đẹp luôn. Mà mình hàng nó mát cực kỳ luôn á. Cho em 796 giá cho em 100 ngàn thôi các chị. Nó mình hàng tơ cát nha, chứ nó không phải là mình hàng mango đâu. Quyên Nguyễn 796, Nguyễn Chi Hằng 796. Quyên Minh 796, Phương Lê 796, Quý Dương Phan 796, Quý Thanh 796, Dương Duyên 796, Trung Dũng 796, Mai Anh 796, Chi Lê 796, Chi Lan 796, Nguyễn Vân 796, Tiết Hô 796, Hoàng Tuyết 796. 796 cho em có 100 ngàn thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 796 cho em nha. Các chị đừng có bỏ qua. Các chị nhận ở ngoài xinh cực kỳ và vải này là siêu mát luôn á. Lê Thị Năm 796 là lấy thì các chị chốt 796 cho em, giá có 100 ngàn cho các chị ơi. Để xe đi. Hai Đặng 796 còn. Phạm Thanh Trâm 796 còn. Hoàng Tuyết Thêm một áo 796 còn. Thanh Lan Đặng 464 hết. Võ Thị Quỳnh Tiên 837 hết. Hoa Đào 796 Hải Đào 158 hết. Hoa phải nói là siêu chậm luôn rồi các chị, để cho các chị có thể nhìn thấy được và các chị nhìn thấy của em luôn á, siêu chậm luôn. Như thế này mà nó cứ còn lọt lại một áo một áo. Thúy Thanh 533 em tính luôn các chị 100 ngàn luôn nha. Em tính luôn các chị 100 ngàn. Nguyễn Chi Hằng 537 hết. Châu Long 674 Trâm Anh Nguyên 009 nên đơn hàng của các chị. Giờ em chỉ có cách là em giảm cái tiền của em lại thì em bù lỗ cho các chị bằng cách là em phi ship cho các chị thôi, chứ em cứ bán kiểu kia nữa là ngày mai Chi Hằng 410. Tại vì thực tế là một mình em đâu có bao thầu được hết cả cái chợ đâu, người ta bán biết bao nhiêu con người chứ đâu phải có riêng mình em. Maria Phạm 192
còn có một cái Nguyễn Thị Hoài Trang 834. Bạn này á mà lâu lợ mà ví dụ các chị like mà các chị chỉ đưa cái này không này, phải từ 15 phút mà thì bạn 796. Bạn không nhận diện được khuôn mặt của các chị luôn, là coi như là bạn báo ạ, một luôn với các chị. Ờ. Còn vậy nữa đó. 23432. Chứ không phải cứ thích xuất hiện là xuất hiện, mà không thích xuất hiện là không phải xuất hiện đâu nhá. Còn vậy nữa đó các chị ơi, còn có cái hiểu đó nữa đó. Hoài Lan đạt 050. Không thể hiểu được luôn á. Nguyễn Thị Hằng 412. Cái này cái kiểu này chắc ngày mai thì có mặc đồ rác lên thì may ra mới được nhiều view. Mặc đồ rác lên mới được nhiều view thôi. Ủa mà nhiều view mà không có người mua thì lấy cái gì mà bán. Lê Bạch 567. Thanh Lan Đạt 037. Châu Cao 453. Hôm qua còn là cái Tây Đô ấy. Đỗ Thu 043. Tây Đô mà màu da, màu đỏ, màu đen đó, bỏ ra bán. Nguyễn Chi Hằng 596. Còn một chị cứ tí nó chuẩn bị cái đó bỏ ra bán các chị hết luôn đi, cho các chị mua luôn. Hoặc là lấy cái hàng ở được kìa, lấy cái hàng ở trăm nha. Nguyễn Chi Hằng 672. Châu Cao 060. Cái phong thủy của em hình như nó hết cái duyên mà áo dài với sao các chị ơi. Châu Cao 167. Còn 1. Ủa cái này còn quan kia còn được bình thường. Nó sao Thủy Bích 800. Còn Châu Cao 800. Nguyễn Chi Hằng 800. Còn 1. Không, hoa đêm đỏ mà thôi, thế không có thì thôi chứ chị. Để đi kiếm lâu lắm. Nguyễn Thị Hoài Hương Lê 461. 461 còn 1. Nguyễn Thị Hoài Trang 461. Thế Ngọc Phượng 876. Phải không Tham, hay là hoa khác? Phải hoa nào? Mình kể cho các bạn là đài không phải là chị Lê Bạch 745 mà chỉ khoảng 15 phút mà bạn không cho nhìn. Bạn này không cho nhìn thấy mặt này là tự động báo. Các bạn có biết không? Không hề biết đúng không? Còn vậy nữa đấy. Chuyện này tôi không đau các bạn ạ. Đời không như là mơ luôn á. Mấy cái đấy tụi em nhớ là để nó trôi trong một cái chỗ kín mà không lấy cái cốc vải nữa. Ở cái cốc ấy ụp nó lên lấy bao nhiêu chứ thôi, nó qua quá trình nhiệt. Ngân Lê 018. Em giấy nó ra nó hở. Nguyễn Chi Hằng 213. Đây này các chị là nhiều khi em nghĩ em bảo là trời ơi nó đẹp. Mà thật sự là cái mình hàng là không thể đơn giản. Nhưng mà nếu mà để đánh giá chất lượng thì em vẫn thường mới nói với các chị là em đánh giá chất lượng của nó là 3 sao. Bó Thị Quỳnh Tiên 185. Với cái giá mà để mặc được một cái áo mà gọi là Uyên Huyền 185 em đánh giá 3 sao đấy. Áo dài Linh Thi 864. Châu Cao 055. Cao, mày thú nhận với chị áo dài Linh Thi chưa? Rồi chị. Sợ chị có bóc tốt đúng không?
thấy là chưa thèm nói nhá. 500.000 đây. Tháng này mà chưa gì ở trên này là tôi thấy có đứa được thưởng đấy. Ngọc Phượng 594. Hoàng Thị Lượt 012. Nguyễn Chi Hàng 874. Uyên Uyển 675. Châu Cao 155. Vải áo mẫu mặc giá 100.000 một vải áo nha chị ơi. Chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. Lại kể về cái lịch sử hồi xưa mặc một cái áo bán 4-500 áo. Bây giờ em nói thật thì các chị chưa có bộ size nào bán nổi 4-500 áo. Tất cả các size chuyên luôn, không phải riêng nhà. Không thể nào bán 205. Còn hôm qua còn cả 4-5 áo nữa. Nhớ chưa? Không nhớ là có chắc 100% luôn. Chi Hiền Nguyên 540. 540 còn 1. Cái lụa này đẹp lắm này các chị ơi. Hoa Đào 540. Hết. Nguyễn Chi Hàng 115. Một trong những mẫu mà bán trong năm. Phương Vũ 418. Mẫu này em có một áo này các chị, giờ em xuống em thay nha. Ai lấy lấy. Ngọc Phương 450. Hôm nay chị có cái áo này. Út Nguyên 145. Hải Đặng 548. Nguyễn Chi Hàng 700. Giờ em vô em thay nha. Nhưng mà em nói trước là không có phòng. Không phải là vì không có hàng bán cho các chị đâu. Mà những hàng nhập này nó chỉ về có một lần duy nhất. Rồi nó lại đổi qua mỗi cái. Thì cái hàng này em không có đặt in được. Đó là em thay cái áo khác rồi nó có đổi không thể. Thủy Bích 535. Siêu dễ thương luôn á. Thúy Thanh 468. Trâm Anh Nguyên 577. Châu Long vải áo mẫu mặc. Nguyễn Chi Hà 670. Thúy Thanh 768. Chắc thêm lên đây cho cô đi thưa. Nguyễn Thị Hoài Trang 221. Để thịt nó lên đây này, để dưới xe quá không có bơ 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 tới luôn á. Đấy nè, lên đây nè. Hai nhí là phải đưa sát, đúng rồi, phải đưa sát màn hình như vậy cho các chị nhìn mới là chuẩn này. Đứng xa quá các chị không có nhìn thấy cái hoa đâu hết á. Ngọc Phượng 211.
Phương Hồng 075. Mẫu này cũng là cái hàng giống vải áo của em. Do nó còn cứ con áo á, cho nên em mới tính các chị giá này, mà các chị còn được free ship nữa là thật sự luôn, là các chị rất là có lợi luôn. Út Nguyễn 082. Mẫu này là Phương Nguyên 080. Siêu 300 nữa các chị, em tính luôn giá là giá 100 cho các chị. Thúy Thanh 005. Một trong những mẫu mà bạn không biết bao nhiêu áo. Luyến Tàm 209. Đẹp lắm mà em cũng hết hàng. Vậy em chốt đơn các chị 100 thôi. Phương Nguyên 020. Trần Thanh Hương 572. Đinh Thúy Đạt 705. Các chị ơi, em có một cái lô tơ tằm này, em bán giá này cho các chị á, mà em còn phi ship cho mình nữa, là cái này là thật sự luôn, là em có hôm nãy có nói rồi đó, không có cái giá này. Phương Nguyên 170 được ấy, thì là cũng là một cái mà các chị phải bỏ thời gian để có thể xem like nha. Chứ còn nếu mà giá chính thức thì thực tế là không bao giờ có đâu các chị. Cái lo tay phẩm như thế là chị đang treo lên thực tế, không phải như treo như thế đó là chạy đến đàn 680 phòng 1.
Đi ngang Nguyễn 680. Đưa nó ra đây đi để được chính xác là còn phố đường. Có thu Nguyễn 635. Lê Bạch 403. Bích Nguyên 40. Châu Cao 854. Chương Lê 662. Phương Vũ 501. Linh Huy Đạt 822. Bích Nguyên 753. Lê Bạch 747. Bích Nguyên 191. Huyền Minh 032. Hoài Nguyễn 532. Đinh Thúy Đạt 101. Các chị, thật sự luôn là cái hàng này hồi trước các chị mua, bây giờ các chị vẫn đang mua với giá 200 mấy chục ngàn này. Các chị có nhớ cái lô tơ tầng này không? Giờ em còn mấy màu đấy, chị nào có nhu cầu em tính luôn các chị giá 200 ngàn này. Vương Nguyên 592. Em free ship cho mình luôn được chưa? Nha các chị ơi, đây là chất đúng chất lụa tơ tầng luôn đó, em free ship cho mình luôn. 091 này là có đúng một áo một chi nhất. Một áo một chi nhất ở cái mẫu này cũng vậy luôn. Còn mà khoảng chừng 6 áo cho các chị thôi. Coi như em tính các chị giá 200 ngàn một áo. Bích Nguyên 091. 619 có 6 áo thôi. Em tính các chị 200 ngàn một áo, em free ship cho mình luôn. Rất là đẹp luôn các chị. Bích Nguyên 6193 áo. Còn 3 644 này là 1 thanh lá. Nguyễn Vân 619. Thủy Bích 644. Ngọc Phường 644. Lan Nguyễn 619. Mã 1901. Nguyễn Lan Phường 644. Tiên Hoài 644. Đinh Thúy Đạt 644. Thu Đào 644. Nguyễn Hiền 644. 644 một tấn luôn, các chị giá 200 ngàn một áo để tính ship cho mình luôn. Cho em là 041, chị nào lấy thì các chị chốt 041 cho em. Em chốt đơn luôn. 619. Em chốt đơn luôn cho các chị giá 200 ngàn một áo, em kèm chi phí cho mình luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 041 cho em. Và nhắc lại là cái này không phải là bán phá giá mà là có nhiều lý do phải bán như thế này. Cho nên nếu mà được lợi nhuận thực tế vẫn là khách hàng, cho nên có những lúc các chị mua được hàng này thì thực tế giá nó không phải là như vậy nhá. 041 cho em. Đỗ Thủy 041, Bích Thủy 041. Mình hàng này là mình hàng lụa tơ tằm các chị ơi. Mình hàng lụa tơ tằm, chị nào lấy thì các chị chốt 041 cho em. Vũ Nguyên 041.
Ngọc Phường 041. Trình Duy Phước 041. Em tính cho chị giá 200 nghìn. Vậy em còn 3 màu đỏ đô. Trang Phạm vải áo mẫu mặc. Các chị ơi, đỏ đô, xanh cô ban và màu hồng cánh sen. Và tổng là 3 màu nữa. Các chị lấy, em tính Lan lên. Nguyễn 041. Em tính luôn các chị giá 200 nghìn một áo luôn. Vải rất là đắt tiền luôn các chị ơi. Và nó là siêu đắt tiền luôn. Em còn này, hồng cánh sen là em còn các chị 6 áo nha. Hồng cánh sen là em còn các chị 6 áo. Hồn Lê thì biết 041. Đỏ này là đỏ nhá, không phải đỏ đô cũng không phải đỏ tươi. Và màu này là xanh cô ban. Đấy, là có bằng đỏ màu thôi đó các chị. Có cái lô này nó có màu xanh biển. Thủy Vũ hồng cánh sen hai áo. Ngân Huyền đỏ. Chị lấy được màu nào thì các Nguyễn Đào hồng cánh sen. Hồng ba. Em tính các chị giá 200 ngàn một áo. Em xin ship cho mình luôn các chị ơi. Nha. Trung Dũng đỏ. Mình hàng này là mình hàng lụa tơ tằm, hàng cao cấp với các chị, không phải hàng thường đâu. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Và màu này thì các chị chốt cho em là màu xanh cô ban nha. Giá cho em 200 ngàn một áo thôi các chị. Còn cái lô này nữa em thanh lý luôn cho các chị luôn. Em tính giá tốt cho các chị và em kèm chung ship cho mình luôn. Em đưa cái màu xanh kia trước cho chị. Có mấy áo ở trong kia trước đây trước. Nguyễn Đào đỏ. Huỳnh Vi hồng cánh sen. Hồng cánh sen còn 2. Trần Hà 041. Trần Ngọc xanh cô ban. Con nhớ cái mình hàng này cũng 250 ngàn một áo luôn. Đó, bây giờ tính luôn cho các chị, tính giá các chị 200 ngàn một áo kèm chi tiết cho mình luôn nhé. Cho em là 636 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 636 cho em luôn. Nếu mà là bỏ hết là bỏ cả cái này vô trong đó luôn, không có để ở đây mấy cái trong này. Anh Thu đỏ. Bỏ là bỏ hết. Khi nào bán thì sẽ soạn lại sau. Chốt chân hồng cánh sen. Cái mẫu này là thật sự rất là đẹp luôn á. 636 cho em luôn nha. Trần Hà 636. Cho em thì nào lấy thì các chị chốt 636 cho em. Tính luôn các chị giá 200 nghìn một áo luôn các chị ơi. Mai Hoa 636. Thúy Phạm 636.
em 401. 401 vào. Lê Thảo Nguyên 401. Anh Thu 401. Thu Đào 401. Dễ cho em 100.000 một áo nha các chị ơi. Dễ cho em 100.000 một áo. Màu xanh 401 là vải tơ tằm nha chị ơi. Ngọc Phường 605. Em cô 902. Nguyễn Phương 630. Phương Trần Thanh Hơn 630. Bỏ sát lên trên đây cho chị. Thảo Trinh Thi 217. Các chị ơi, toàn bộ đơn hàng của các chị mua hàng cho dù vải giá trị là bao nhiêu cũng được tiêu ship nha. Cam Hoàng Yến 575. Các chị ơi, vẫn được tiêu ship nhé. Lê Bạch 509. Thủy Bích 883. Nên là các chị ơi cứ mạnh dạn mà mua hàng cho em, không có phải lo lắng về vấn đề. Phùng Vi 076. Thúy Phạm 477. Nguyễn Phương 845. Thủy Bích 035. Vải áo mẫu mặc giá 100.000 một vải áo nha chị ơi, chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. Trương Thị Tú Uyên 416. Phải nói là chưa nhiều luôn rồi đó. Phương Trần Thanh Hương 70.
Nguyễn Phương 36. Đúng rồi chị Phương Nguyên. Phương đỗ 422. Nguyễn Lan Phượng 411. Phòng 1. Nguyễn Vân 411. Tùng Hoàng 439. Trang đi Nguyễn 896. Đơn Thị Phượng 438. Phương Vũ 013. Thu Huyền 013. Đức Nguyễn 013. Đinh Phương Bích Ngọc 013. Dương Ngọc 013. Phương Nguyên 013. Phương Đỗ 69. Suri 69. Dương Ngọc 93.
Thảo Trinh thi 93. Đinh Hằng 013. Hoa Sứ 32. 32 hết. Đinh Thúy Đạt 37. Nguyễn Lan 16. Hương Đỗ 30. Bên em đang bán đồng giá 100 ngàn một áo nha chị ơi. Các chị ơi, cái hàng này này, ở chợ nó có rất là nhiều hàng. Hương Đỗ 19. Có rất là nhiều hàng, cho dù là mango đi chăng nữa, cũng có rất là nhiều chất vải và rất là nhiều hàng. Và em vẫn nói với các chị là có rất là nhiều người mối, thì em mua hàng số lượng này rất là nhiều, và người ta về nói là có thể giảm giá được không. Em xin thưa với các chị luôn là nếu giảm giá cho các chị thì em chỉ lấy hàng khác về bán cho mình thôi. Còn nếu mà đúng với những cái hoa văn này ở chợ chị nhập vào giá rất là cao, chi phí các thứ để mà làm đơn hàng cho các chị nữa, trừ khi là các chị phải làm cho em được một cái hợp đồng là một tháng các chị tiêu thụ được cho em khoảng chừng bằng đó thì em sẽ bao giá cho các chị được, còn không thôi là không thể bán hơn, các chị không thể bán hơn được. Còn nếu muốn rẻ hơn nữa thì em sẽ lấy hàng khác về cho mình. Số cổ Hội An vải áo mẫu mặc, và em vẫn tự tin là hàng này nhà em là hầu như em lấy hoàn toàn lúc nào cũng là mẫu mới nhất và chất vải đẹp nhất, không bao giờ lấy hàng dột để bán cho các chị. Đức Nguyễn 15, Kim Xanh Lam 15, Nguyễn Thị Vân 15, Hoa Sứ 15, Nguyễn Phương 15, Phương Diệu 15, Xuân Diệu 15, Island Huyền 15, Long Ngát Áo Dài 15, Tường Vi 15, Ánh Nguyễn 15, giá cho em 100 ngàn. Các chị cầm hàng của em nó sẽ khác hoàn toàn hàng của người ta, cho dù em bán cái hàng nó 50 ngàn một. Dung Lê 15, Kim Thi 15. Em vẫn khẳng định với các chị là hàng của em hoàn toàn khác. Với cái hàng này là gọi là mỗi một cái giá rất là bình dân lắm luôn rồi các chị, không thể hơn nổi nữa luôn. Tại vì cái chất vải này á, nó quá là rẻ rồi, bán hàng gì cho các chị nổi nữa trời. Đỗ Hoài 15, Nguyễn Thị Hoài Trang 11, Hồ Út 05, 01, Nguyễn Thanh Hương 15, Nguyễn Thị Hoài Trang 61. Giờ đâu bán hàng cho em nữa đâu chị. Em đi mua chỗ khác thôi, có sao đâu các chị. Nhưng cái quan trọng nhất là người ta vẫn nói là cũng phải như thế, mà là bán như vậy nó không có đoạn được. Tường Vi 25 đó. Phương Đỗ 25, Song Huy Nguyễn 25, bóp bóp lại. Island Huyền 92. Okay.
là điều tích cực mà, mình ghi nhận chuyện đó ha. Vòng 1 hoa sứ 92 Phương Đỗ 74 Trần Tuấn 23. Nhưng mà các chị ơi, mùa này mà mặc vải này nó mới sướng này. Trời ơi, mặc mấy cái vải này ấm lắm. Chỉ có cái này là mát nhất, không có cái nào mát bằng hết. Không có một cái loại vải nào mà que được nó luôn á. Mát nhất. Dễ mặc. Trâm Nguyễn 27. Rồi. Phương Đỗ 27. Rồi. Ly Phạm 46 Nguyễn Thị Kim Anh 27 Vâng Phạm 17 Việt Hương 78 Đáng thế. Phương Đỗ 96 Trần Hằng 17 Nguyễn Thị Hoài Trang 12 Bích Nguyễn 12 còn 1 áo nha chị Bích Nguyễn 44 Còn 1 Những cái mẫu này ở dưới này có còn 1 không? Dương Ngọc 81 Vâng Hoa Nguyễn 81 Phương Đỗ 97 Còn 1 Nó còn 2 bên này Thanh Nguyên 97 Còn 1 Mai Phương Nguyễn 97 Hết Nguyễn Thị Hoài Trang 83 Rồi Nguyên bộ mẫu mặc giá 200 nha chị ơi Bích Viên 833 áo Hết. Bích Viên 77 Hết. Đại 98 Bích Nguyên 45 Chơi là chơi, nhưng mà làm việc
tập trung hết mình cũng có thể giỏi được. Đầu óc chưa ngược cạnh xoài cũng thấy nghe không là Phạm Thanh Hà 72. Linh Phạm 43. Trần Thị Phụ 72. Hai lần Huyền 38. Vi Phạm 62. Bích Nguyên 70. Bên em đang bán đồng giá 100 nha chị. Đồng giá 100 ngàn thì nó rất là bình thường chị. Thay Nguyên 87. Nhưng mà em không thể hạ giá cho các chị được hơn nữa. Thì nếu em hạ giá nữa thì thật sự luôn là có rất là nhiều tiêu kiện. Cho nên là em chỉ có cách duy nhất đó là em vẫn bán cho các chị giá Trâm Nguyên 24. 100 ngàn nó rất là bình thường. Nhưng mà em chi ship cho mình nha. Bích Nguyên 26. Hôm nãy là lý do như em cũng có nói với các chị rồi đó. Em cũng có cái khó của mình, cho nên là mong các chị hiểu và thông cảm. Nếu mà chị nào mà có nhu cầu mua hàng thì các chị mua ủng hộ em thôi nha các chị nha. Lan Mi 02. Thúy Phạm 28. Mỗi ngày hôm qua có 4 phòng không có mỗi lý đèn này. Bích Nguyên 55. Tùng Hòa 57. Bích Nguyên 71. Phòng 4. Phòng 3. Thu Hương 71. Phòng 2. Phương Hồng 71. Phòng 1. Đào Hồng 71. Chất bằng rất là đẹp luôn. Bích Nguyên 54. Nguyễn Lan Phượng 29. Mẫu này là mẫu lụa cho các chị nha. 29 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 29 cho em. Đường Huyền Trang 29, Thúy An 29, Lan Mi 29. Giá cho em 100 cho các chị nha. Nào lấy thì các chị chốt 29 cho em. Em mang lên là em phải ký nhận nha. Của ai ký nhận của người đó vào trong cái tờ phiếu nhá. Chị mà kiểm tra và các em cứ không có trả lời chị là các em biết như thế nào rồi đấy. Bích Nguyên 29 4 áo. Còn Nguyễn Huyền Trang 29. Còn Đỗ Hoài 18. 18 thế.
tên là làm việc thì phải có rõ ràng cho chị. Trần Thị Liên 29. Dạ. Phạm Thị Kim Oanh 85. 85 hết. Chí Lâm số 10. Bích Nguyên 63. Thùy Dung 56. Bích Nguyên 08. Nguyên Lê 33. Bích Nguyên 04. Dương Ngọc 49. Áo dài Linh Thi 47. Ngọc Phượng 35.
của rất là đẹp luôn, rất đơn cho em có thể chọn nhiều thôi. Đào hồng 3 năm. Ờ. Tiêu phần tự với cái quần em không hiểu được vì sao luôn.
là mỗi người có sở thích. Như em là đồ chị để ý thôi. Sao trên cùng là phải thay Tốn Anh Kim nha chị Võ Thị Phương hả? Không hề đẹp. Với quan điểm cá nhân của em, phạm là 160 thì ai đông mồ. Không bao giờ hai cái quần này là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. 160 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 160 cho em. Vừa tốn bạn. Rất tốn bạn. Minh Hằng 160. Từ nãy giờ là muốn đi thay lắm luôn rồi đó. Nguyễn Phương 160. Vâng. Kim Phạm Văn 160. 615 nhé. Ở trên là vải trơn ý chị. Của Thái Tôn Âm Kim ấy chị ơi. 615 cho em chị nào lấy. Bích Thủy 615. Phạm là 615. Lầu trên 615. Tường Vi 615. Tống Phi Phượng 615. Thành Đại 615. Đường Vi 615. Thảo Trân Nguyễn 615. Nguyễn Trinh 615. Chị nào lấy thì các chị chốt 615. Lê Huyền 615. Bỏ một cái đi từng đi. Bỏ một cái đi từng đi. Đinh Hàng 615. Mẫu này em chốt cho các chị ghé 100 luôn nha. Các chị nhìn nào. Em là một người phải nói lúc nào mặc cái quần là các chị rất. Đỗ Hoài 615. Quần nó đứng đúng không? Các chị nhìn thấy không? Cho nên ai nói sao nói chứ thật sự luôn. Mỗi người mỗi sở thích hoặc là mỗi người mỗi cái cách nhìn nhận cái đẹp nó khác nhau. Không chê là nó xấu. Nhưng đối với em thì ai đâu nào. Không bao giờ cái quần. Tại vì các chị biết sao không? Quần này á, ở chỗ khu vực của em mặc cách đây là 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi các chị. Và em kể cho các chị nghe này. Đầu tiên khi em bán hàng livestream cho các chị cách đây 5 năm á, là em có may cái quần dạng vải này nè, mà các bạn sẽ hoàn toàn. Nhưng mà ở trong của nó lại là hồi đó là chỉ có may bằng von kim phân thôi. Mà ở trong là chỉ có lót một cái lớp quần bình thường, còn ở ngoài là các bạn sẽ hoàn toàn. Thì khi mà các chị mặc á, ống nó càng rộng á, thì các chị đi á, cái quần ở trong nó thực tế nó nhỏ và nó vừa và nó không cắt mặt chéo là để cho khi các chị đi á, là cái quần này này nó ống nó rất là rộng, mà đặc biệt cái von sinh phong của nó đủ lắm các chị đi nó sẽ quấn vào trong đây này, trong biết. Đây để các chị đây để từ từ kể cho các chị nghe về cái vụ cái quần này xong nha. Cách đây 7-8 năm hồi đó em mặc áo dài á, là các anh đó bạn may rất là nổi tiếng ở Phương Lâm của em á, là ống may cái dạng áo dài, mà áo dài tà đồng nữa cơ các chị. Em nói các chị nghe này, nếu như mà bạn nào mà nhỏ nhắn xinh xinh, mà đặc biệt nữa là nhỏ nhắn mặc còn đỡ các chị ơi, cái tà đồng thực tế nó không có là cái gì hết, nó là một cái dạng của cái đồng dạ hội, nó là phiên bản của cái dạng đồng dạ hội thôi. Thay vì cái đồng dạ hội thì nó ôm hết tròn như vậy cho các chị, thì thực tế là áo dài là nó có cái đường xẻ vậy thôi chứ nó không có là cái gì hết. Trời ơi, em thấy nhiều bà, nhiều cô lớn tuổi ở Phương Đông em mặc, em nói các chị eo cỡ 85 với 90 ấy các chị ơi. Mặc cái áo dài đó, nói thật với các chị luôn, em không biết là nó đẹp ở cái chỗ nào, nhưng em chỉ thấy là nó làm cho cái dáng của cái cô đấy nó còn mập hơn nữa luôn. Chứ nó không, em không nói là cô mặc xấu nha. Rồi còn cái quần này các chị tưởng tượng đi, cái ống này là còn nhỏ nha các chị. Đúng với tiêu chuẩn của quần ống đầm ở đây em mặc cách đây 7-8 năm á, là cái chiều rộng chu vi của nó một mặt nha. Còn nếu các chị lấy trung bình hết chu vi của một cái quay tròn của nó là khoảng 220. Xong hồi đấy em bán hàng, bắt đầu em với hợp tác với một cái bạn đó,
bạn thực tế một góc xuất xứ của bạn, bạn chị là một người may sơ mi với lại là may đồ bộ. Xong rồi bắt đầu hồi đấy là em với bạn có hợp tác với nhau để em giới thiệu khách qua cho bạn may thôi, còn em là người bán vải. Cũng giống như bây giờ em giới thiệu cho chị Uyên biết không vậy đó. Thì bạn đi mượn cái quần của em ạ. Mà cái quần đó thì em may chính xác của cái anh đó, chứ không phải là em may đồ của bạn. Tại vì bạn đâu đã biết mặc áo dài đâu. Đưa cho bạn về, bạn gỡ băng ra, bạn coi thử xem coi là cái quần nó mặc như thế nào. Thì sau này thì có thể là chị đấy thì em không biết là bạn đẹp cái gì thì em không biết. Nhưng mà là chính xác cái quần đó ở đây là hồi trước cách đây 7 cho tới 10 năm về trước em may á, là em may của cái anh đó là may lâu năm nhất ở cái khu vực trung tâm của em, mà anh đó lại là hiện bây giờ lại là thầy của Phong với Uyên bây giờ luôn các chị. Cho nên là em không biết thì các chị suy nghĩ như thế nào, hoặc là các chị đánh giá về cái quần ống đầm là thật sự nó đẹp ở chỗ nào. Nhưng riêng cá nhân quan điểm của em thì em mặc vô là em không thích. Vậy còn em không nói nó xấu nha. Chứ còn cái quần này vẫn còn nhỏ lắm các chị. Nếu mà các quần này chưa đẹp tiêu chuẩn đâu, các quần này là vẫn còn chưa đủ tiêu chuẩn. Cái quần của nó là phải rộng hơn nữa luôn. Khi chị đứng là nó vẫn có cái độ xòe như vậy nè. Nhưng mà các chị để ý đi, 10 bạn mặc cái quần này thì có một cái khuyết điểm duy nhất là một cái chi tiết rất là nhỏ, là các chị quay ngang cái quần này nó óp và rất là xấu nè. Còn bây giờ em đi vô em thay cái quần ống bình thường của em, gọi là ống éo bình thường thôi nha. Em mặc cái quần này nó rất là tròn và cái tà của nó úp vô rất là đẹp thôi các chị. Cho nên mỗi người mỗi sở thích, không biết là ai giống ai luôn. Nên em không nói xấu, nhưng nếu quan điểm của em thì cái quần ống đầm là không bao giờ mặc, không thích. Đó. Này cho các bạn chốt em đưa em thay cho các chị nha. À, các chị chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một cái khuyết điểm của em mặc quần áo dài bao giờ, nhưng mà hôm nay cái màu xám này là các chị siêu rõ luôn. Và các chị cứ để ý đi, tất cả những bạn mặc quần ống xéo này bán livestream, các chị cứ thấy các bạn quay ngang đi, nếu không có bị khuyết điểm này không bao giờ là một sự đánh giá của Tú bao giờ. Em mặc đồ á, từ cái chi tiết rất là nhỏ nha, em phải để ý cực kỳ luôn, chứ em không nói là em gọi là cao siêu tài giỏi thì không có. Tại vì cơ thể và khuyết điểm của con người mình, ai cũng đều có khuyết điểm. Khi mình che được cái khuyết điểm của mình đi thì mới là đẹp. Còn thời trang thì tất cả mọi thứ đều là đẹp hết, nhưng cái khuyết điểm của mình nếu mình che đi được thì mình mới tự tin được. Còn nếu như mà mình đã đẹp như khoa khôi hoặc em đã đẹp như hoa hậu rồi thì chả cần phải che các chị ơi. Hoa hậu kia còn phải lên thần và phải tài ác như cỡ người bình thường. Nhét cho Dung cho tiếng một tôi nhét rồi. Để chốt cho các chị này đi nào. Tham là chốt cho các chị này đi, gọi cho hai. Thấy chưa, rồi tư vấn của Tú lên một phát một luôn kìa. Cho nên là nhiều chị cứ bảo chị phải như nhiều vải mặc quần đầm, ok, vấn đề ở đây là các chị thích thôi. Chứ còn nếu quan giá quan điểm của em là không bao giờ mặc. Em là một người có một cái hông và một cái mông siêu đẹp là tự nhiên nha. Nếu mà nói về gọi là để tự tin thì em tự tin luôn. Thì các chị tưởng tượng những chị mà không có mông thì mặc là nó ốp vào luôn á, không phải là chị bình thường đâu. 732 chốt cho các chị đi nè, thưa ơi, lấy cái khô đi, em và em ai đó. Kim Sang Lam 732. Trần Lục 732.
732 giá 100 nha chị ơi. Là em quay ngang các chị nhìn thấy cái lưng tà quần của em. Các chị thấy nó khác hoàn toàn chưa? Nó khác hoàn toàn luôn ấy. Nó là cái mông của mình nó có đường cong nha. Và khi mà ai nhìn cũng đều thấy một cái phần nó rất là đẹp, khác hoàn toàn với lại cái phần này. Dùng từ gọi là khác hoàn toàn. Thư 60. Các chị
thấy là Trương Thị Tú Uyên 60 là không phải do thợ may may đâu nha. Các chị nhìn thấy độ hàng thợ là không hề tí, đừng mắt, tay rất là phẳng, eo tà siêu phẳng luôn á. Huyền lên 60. Vâng. Trần Bảo Ngọc 742, Hồ Tâm 742,
Bé Nguyễn 7423 áo. Tính các chị ghé đúng 100.000. Con chị nào lấy thì các chị tốt 750 cho em. Bé Phú Thi 60. Áo mũ mặc bên em không chốt đơn nha các chị ơi. 750 cho em các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 750 cho em nha các chị nha. Giá tính các chị 150.000 một áo, tính giá có 100.000 một áo là các chị ơi. Thùy Liên Ngô 750, Lê Huyền 750, Nguyễn Yến 750, Thanh Bùi 750, Nguyễn Hoa 750, Phương Nguyễn 750, Nguyễn Thị Nhã Nhã 750, Hoa Hoàng 750. Thu Thủy 750. Bích Nguyễn 750 hai áo. Thủy Đinh 750. Nguyễn Thị Vân 750. Mộng Tuyết 742 thêm hai áo nữa. Ngọc Phan 742. Dạ em đang lên lấy mẫu này. Quần đen, quần đỏ. Ngọc Bảo 025, Mỹ Duyên 025, Đỗ Thị Hằng 025, Nguyễn Hoa 025, Đầu Trang 025, Tana Trần 025, Phạm Là 025, Thủy Thủy 025, Phạm Hoàng Yến 025, Đỗ Liên 025, Thanh Lan Đặng 025, Ngô Bình 025, Nguyễn Kim Anh 025, Lucy Ngô 025, Lương Lương 025, Nguyễn Trinh 025, Lê Linh 025, Nguyễn Yến 025, Thủy Dung 025, Thủy Đinh 025, Ngọc Anh 025, Hoa Cao 025, Tuyết Thị Vũ 025, Nhã Vân 025, Phương Nguyễn 025. Bích Nguyễn 025 3 áo. Long Ngát áo dài 025. Linh Thủy 025. Anna Nhung 025. Hàng Dũng 025. Tuyết Anh 025. Cho em 215 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 215 cho em, các chị cầm cái lấy các quả lên đó. Nó bóng lưỡng à. Các chị mặc ở Đỗ Mai 025, Phương Ngọc 025, áo dài nhà tắm 025. Nguyễn Hoa 215 hai áo. Helena Đỗ 215. Thùy Dung 215, Đỗ Liên 215, Jessica Vi 215, Ngô Bình 215, Thanh Bùi 215, Thanh Lan Đặng 215. Mộng Tuyết 215 ba áo, Bích Nguyễn 215 hai áo. Đây mẫu này các chị có nhớ được trước em nói với các chị là các chị lấy đi vải rất là đẹp đúng không?
giá 150.000 một áo đúng không các chị? Nguyễn Xá 025, Mai Lê 025. Ủa hết rồi, bạn sao đọc vậy? 025. Nguyễn Kim Anh thêm một áo 025. Thảo Chim Thi 025. Cho em 138 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 138 cho em luôn nha các chị nha. Xuân Diệu 138, Bông Gạo 138, Đỗ Liên 138, Ngọc Phượng 138, Kim Dương 138, Lê Đỗ Quyên 138, Thúy Ngân Đoàn 138, Hương Nguyễn 138, Nguyễn Hoa 2 áo 138, Bích Nguyên 3 áo 138, Thủy Dung 138, Huyền Phụng 138, Hồng Đỗ 138, Mỹ Ngân 138, Mộng Tiếp 138, Thảo Nguyên 138, Somori 138, Jessica V 138, Anna Nhung 138, Dương Ngọc 138, Lầu Trang 138, Ngọc Bảo 138, Sương Nguyễn 138, Vũ Nguyên 138, Thanh Vân Phan 138. Còn riêng cái mẫu này thì em nhập vào là giá giữ nguyên thôi, cũng như 62.000 một mét rồi, và chạy ra 135 rồi, cho nên em không thể bớt hơn còn ba ấy. Tính 150. Long Ngát áo dài 138, Liễu Hoàng 138, Kim Lan Cát 138. Nếu em mẫu này thì em không thể bớt cho các chị được. Vì sao? Vì là nhập xỉ vào giá đến 120 ở 67.000 một mét vải rồi. Cho nên chỉ cần các chị được giá 150.000. Cho em là 475, giá 150 nha. Nào lấy thì các chị chốt 475 cho em. Mẫu này nó có màu cam nữa đấy anh ơi. Màu cam, màu vàng đồng, có 3 màu đó. Đỏ đô nữa, 4 màu luôn. Anna Nhung 475, Bích Nguyễn 475 3 áo, Lầu Trang 475, Nguyễn Hoa 475, Ngọc Phượng 475, Lê Hồng 475. Ngọc Phan 475, Xuân Diệu 475, Phạm Thư 475. Mặt đã siêu chất lượng luôn, mà đẹp lắm luôn. Dạ em chốt 150 ngàn một tháng. Hồng Loan 475. Đồ này được chứ em có mặt đồng rồi, các chị nhớ chưa? Không có hàng để mua luôn. Thế Nị Nguyễn 475. Cho em 4 số 2 nha. Có 3, 4 nè. 4 số 2 này 150.000. 150. Có được đây bằng màu này á, và các chị phối với lại cái quần còn cam cháy chứ trời ơi, mặc mà không đẹp nữa thì thôi luôn á. Dana Trần 4 số 2, Bích Nguyễn 4 số 2 3 áo, Hồng Đỗ 4 số 2, Mộng Tuyết 4 số 2. Helena Đỗ 475, TD Sang Nguyễn 475, Thúy Ngân Đoàn 475. 642. Cái nào mà em bớt được cho các chị là em sẽ bớt cho các chị, còn cái nào em không bớt được thì mua thôi các chị ơi. 642. Nguyễn Trinh 50, Nguyễn Trinh 642, Mỹ Ngân 642, Hồng Đỗ 642, Nguyễn Hoa 2 áo 642, Hoa Hồng 642, Phương Nguyên 642, Mộng Tuyết 642,
Thùy Dung 642, Lê Huyền 642, Vũ Nguyên 475. Bích Nguyên 642, 3 áo. Lấy dần dần ra rồi cũng sẽ phải lấy ra được đúng cái màu cá mà mình đang đi kiếm thôi. Chưa? $150 một áo. 150.000 một áo cho các chị nhé. 150.000 một áo cho em. Áo mỗi mặt em không chốt đơn nha các chị ơi. 28 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 28 cho em. Các chị biết cái lụa này này, đầu tiên mà nó về ấy, mà nó bỏ chợ ở chợ sỉ ấy, các chị biết anh lấy chợ sỉ là bao nhiêu tiền không em? 78.000 mét vải á các chị, 80.000 một mét vải có luôn, chợ sỉ á. Phương Nguyễn 28, áo dài ánh hồng 28, Minh Phượng 28. Cho em giá 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 28 cho em. Dung Kim Nguyễn 28. Có thể bán lần với N là một lần này quyết chí nữa luôn. Thế mà các chị chơi một tháng nữa mà không hết nữa là cứ để lần đó. Giá 100.000 một áo các chị ơi. Thủy Đen 642, Lê Lê 28, cho em giá 100 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 558 cho em luôn. Huỳnh Kim Tiền 28, Hứa Thu Đào 28, Nguyễn Mến 28. Trần Tốn 558. Cho em giá 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 558 cho em các chị ơi. Chắc phải là lụa cho các chị nha. Lụa các chị ơi, không phải là năm nay nha. Phạm Hoàng Yến 558. Áo mẫu mặc bên em không chốt đơn nha chị ơi.
Tống Kim Phượng 751. Phạm Thư 030 01 Tăng Trang 030 Thùy Dung 722 Dễ cho em là 100 luôn nha các chị nha. Dễ cho em là 100 luôn. Cho em 712 chị nào lấy chị các chị chốt 712 cho em. Trương Thị Tú Yên 712. Phương Lê 712. Mỹ Duyên 712. Huyền Diệu 712. Bảy một hai cho em ghé 100 nghìn màu trơn với các chị em có phải khoảng 15 màu chất mới nhất của Thái Tuấn mà đến độ đến bây giờ thì em chưa dám cho nhân viên cắt ra để bán được các chị biết sao không em cắt ra mà bán sẽ bán được 3 cái là đúng lô hẹp xưa cả nào luôn mà giá nếu bán lẻ vải trơn ra nha bán lẻ vải trơn ra nha các chị 500 nghìn còn hàng mà hàng thiết kế lên nữa là phải bán cỡ 550 tới 600 nghìn một hàng mà em chưa dám cho nhân viên cắt luôn. Hai hai năm cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 225 cho em. Giá là 220 nghìn một áo, chất vải là lụa Thái Tuấn ấm kim nha các chị nha. Mình hàng không có giống bất cứ một cái chất vải nào hiện bây giờ đang bán trên thị trường. Các chị tưởng tượng như vậy thôi, không có giống bất cứ một chất nào hết. Nó là giống hay không thì khẳng định 100% với các chị là không giống bất cứ một chất nào trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây em bán này. Mà em không dám cắt ra luôn, vẫn còn đang để đấy. Tại tháng này nó rất là chậm các chị ơi, chậm lắm luôn. Đã vậy giơ cái áo lên bán 500-600 nghìn cho các chị có cái cho em chỉ ngang luôn. 225 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 225 cho em nha, 220 nghìn một áo. Bộ thì lấy giúp em hai áo nha các chị ơi. Em có cả hàng thiết kế, em có cả hàng màu trơn luôn, sẵn ở trong kho luôn mà không dám cắt. Ngày nào ấy còn bé khách hàng bảo bảo chị có cắt đâu mà không, cứ để đấy. Dạ, chú okay, dám cắt chị Châu Tạ. Chị nào lấy thì các chị chốt 225 cho em nha. Ôi cái màu lụa Thái Tuấn ấm kim này đẹp vậy mà các chị không lấy à? Hải Nguyễn Bích 225. Màu này là cái màu bán rất hèn nhất trong lô hàng luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt 225 cho em nha các chị nha. May nguyên bộ thì lấy giúp em hai áo đi các chị ơi. 225 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 225 cho em. Giá cho em là 220 nghìn một áo nha các chị nhá. Riêng hàng lụa Thái Tuấn ấm kim này là em có đủ màu, có rất là đủ màu luôn, không thiếu bất cứ một màu gì hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
280.000 một áo các chị ơi. 280.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 850 cho em các chị. Đây là áo này bên chị may không? Các chị ơi, 850 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 850 cho em, giá cho em là 280.000 một áo nha các chị nha. Vũ Thị Thanh Huyền 850.
quay ngang như vậy, nhưng cái vai thật đã nằm trên nó luôn. Chưa phải là mấy cái chuyện là thiết kế là gọi là tay ngang, tay năm, tay bảy, xem vô mà làm hàng này rồi toán rồi nó cứ Kim Dương Xanh Ngọc. Hôm nay các chị cho em là một tí cặp nha, ghé cho em là 200 bạn. Cái gì cho đẹp được luôn các chị.
màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là xanh ngọc nha. Ngọc 220 cho em đi. Chị Đào bay nguyên bộ thì lấy giúp em là hai áo nha. Ngọc 220 cho em, chị Đào lấy thì các chị chốt ngọc 220 cho em. Bán một bộ đồ này cho các chị mà các chị mặc là đúng gọi là xứng đáng đồng tiền tất cả. Xanh ngọc 220 cho em nha. May nguyên bộ thì lấy hai áo giúp em các chị ơi. Lụa thái phốn ấm kim. Mặc chưa bao giờ làm ai thất vọng. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc 220 cho em. 220 ngàn một áo nha các chị ơi. Quần mua tin tấn đi. Cho em là 280 ngàn một áo.
lý 560. Không chốt đơn nha chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 702 cho em các chị ơi. Giá cho em là 280 ngàn một áo nha. Ủa sao vậy? Sao hàng thiết kế yên liền vậy mấy thế? Chính là phải chụp hình nữa à? Ôi ôi, lại phải chụp hình tốt lên nữa à các chị? Anh Phạm 649.
nha mấy chị. Nguyễn Thị Hiền 37. Chị đứng thật là sàn đứng cái gì là mất thời gian lắm luôn này nè. Thân Huynh 37. Với cái chị là mất thời gian lắm luôn này nè. Trời ơi, mua hàng giá 100.000 một áo ở được khuyến khuyến mà còn đang là cái cộng như vậy. Không biết là bà xem kiểu gì. Trời ơi, 37 giá 100 nha chị ơi. Quỳ Mai 37. Trời ơi, bà đang là ngồi mà nó như thế này nữa. Giá cho em là 100.000 nha. Giá cho em là 100.000 một áo nha các chị ơi. 100.000 một áo cho em. À, em hỏi các chị này mẫu này. Đẹp cực kỳ. Mình hàng mềm, mì kho giãn. Hân Huynh comment lại giúp em 085 nha chị ơi. Rất là đẹp chị ơi. Đẹp lắm luôn đấy. Nếu mà em mà biết may này, em may chục cái áo lụa bên ngồi bán cho các chị nhưng mà tại vì em không biết may. Em hỏi các chị cái lời cho chị được cái áo bao nhiêu tiền mà. Hân Huynh 085 chục cái lụa bên ngồi có mà chết người. Thúy Ngân Đoàn 37. Mà tiền công á, có may áo 100.000 như vậy mà may áo 500.000 cũng vậy. Thấy may lên đầm đẹp lắm luôn. 180 cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 180 cho em các chị ơi. Phương đố 180. Chị nào lấy thì các chị chốt 180 cho em. Thúy Ngân Đoàn 180. Nga Lê 180. Nga Vũ 180. Giá cho em 100.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 180 cho em. Áo ngực mà làm xong chị Nhung. Chị tí chứ chị. Thế thì chị chị là em đã biết cho làm cái gì vậy thì có. Cũng như xếp thì thực tế là không có phải cái làm đâu rồi thì nó chạy ở dưới nhà. Sáng nay ví dụ như cái làm cái gì thì có làm sao mà làm cái gì. Cứ làm nó quán tính xong rồi đem xuống ai cho em. Phương Nguyên 180. Cho các chị luôn cho nó gọn luôn.
giờ mình đưa tụi nó mang cất đi, nó không biết cất ở đâu luôn á. Trương Thị Tú Yên 612 rồi. Đây là lụa thiết kế của công ty Thái Tuấn. Đây là các chị. Đó, hàng thiết kế của Thái Thúy Tuấn. Diễm 503 giá là 4,5-700 ngàn. Nó cũng có chị giá 200 ngàn đó luôn. Ai lấy được thì lấy nha. Hàng có thương hiệu đó các chị. Hàng tua đâu. Và ở đây nữa, một cái này nữa cũng là hàng của công ty Thái Tuấn luôn. Thủ Lĩnh 900. Màu này nó hơi tím tím phớt phớt, rất là đẹp. Nếu mà ai mê những cái dòng màu đỏ này, dòng của Thái Tuấn, dòng này hoa nhẹ nhẹ phớt phớt.